vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Không còn một chỗ trống nào tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay. Đánh đâu? Không được. Tiếp tục là pha dâng lên của cầu thủ Việt Nam. Ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu dài thì hậu vệ cánh trái Vũ Văn Thanh mang áo số 17 không thể dứt điểm. Rõ ràng là một pha chạy chỗ không tốt của Lê Công Vinh. Một tình huống xử lý có phần lúng túng của Lê Công Vinh đã cướp đi cơ hội dứt điểm của Kịp không? Vẫn còn, không được. Pha phối hợp tốt bên phía cánh trái giữa Văn Quyết và Đinh Thanh Trung. Khá tốt. Không được. Dứt điểm. Pha bằng vào dứt điểm là của Văn Thanh. Một cầu thủ của Indonesia đang bị đau. Không được. Bóng đã đi không chuẩn xác. Không hề có lỗi việt vị. Không được. Khá tốt. Vẫn còn. Không được. Tuy nhiên bóng đã không thể vượt qua được các hậu vệ của Indonesia. Khó để Trọng Hoàng có thể có được pha dứt điểm thành công. Đánh đâu? Không vào. Đó là cú dứt điểm của Lili Pali. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Đó là một cú dứt điểm từ xa của Văn Toàn. Rất tiếc là bóng đá đi chạy cột. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Đinh Thanh Trung. Đánh đâu? Không được. Chiếc mũi giày của các cầu thủ Việt Nam. Vassalosa. Khá nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Indonesia. Một pha xử lý không tốt của Đình Đồng. Đánh đâu? Không được. Dứt điểm. Việt Nam. Cú dứt điểm là của Lili Pali. Không hề có lỗi việt vị từ phía số 8 của đội tuyển Indonesia. Nỗ lực của Đinh Thanh Trung. Dứt điểm. Cú dứt điểm này là của số 6 Vũ Minh Tuấn. Nhưng chúng ta vẫn chưa có được bàn thắng nào. Pha xử lý khá bất ngờ. Vinh. Vẫn là Công Vinh, rất nỗ lực. Dứt điểm, không vào. Rất tiếc cho các cầu thủ áo đỏ. Một pha. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu có bất ngờ hay không. Pha đá phạt góc của Pora. Lỗi thuộc về phía các cầu thủ áo trắng. Pha bằng vào rất mạnh mẽ, có lẽ là của Adrian Moko. Một thẻ phạt đã được trọng tài Phú Minh rút ra dành cho thủ thành Nguyên Mạnh. Không rõ là đã có chuyện gì, dường như đó không phải là một thẻ vàng. Một thẻ đỏ dành cho thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Khó khăn, chồng chất khó khăn
đối với đội tuyển Việt Nam. Vượt lên và quan trọng nhất là bàn thắng. Dứt điểm. Bàn thắng đầu tiên cho các cầu thủ Việt Nam. Sau rất nhiều những nỗ lực thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến với đội tuyển Việt Nam. Một pha phối hợp đá phạt rất tốt. Một pha mớm bóng thông minh, một cú dứt điểm đầy quyết đoán của Văn Thanh. Dứt điểm. Những phút cuối đầy căng thẳng và lo lắng đối với ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Việt Nam. Không phải, đó là Xuân Trường. Khá nguy hiểm. Khá nguy hiểm, không được. Một tình huống phản xạ khá nhanh của Cunha Mega. Minh Tuấn, vẫn là Minh Tuấn. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho các cầu thủ Việt Nam. Phút bù giờ thứ 3 đã lại được cân bằng 3-3. Hy vọng đã mở ra đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Sự vui mừng của Quế Ngọc Hải cũng như các cổ động viên có mặt tại một pha xử lý quá tuyệt vời của Vũ Minh Tuấn. Một cú dứt điểm vào góc xa, không có cơ hội dành cho Cunha Mega. Hy vọng đã bùng sáng. Và nếu như kết quả này được giữ nguyên thì không có tiếng còi nào từ phía trọng tài. Khá nguy hiểm. Vinh. Công Phương. Không được. Minh Tuấn. Bên phía phải. Thì có lẽ là đã tốt hơn. Minh Tuấn đã dâng cao và anh hoàn toàn không bị đeo bám bởi bất kỳ một hậu vệ nào của Indonesia. Rất thoải mái. Lại là một cơ hội dành cho cầu thủ Indonesia. Một tình huống 2-1. Không được. Công Vinh. Dứt điểm. Không được. Như vậy là tiếng còi kết thúc của trọng tài chính Phú Minh đã vang lên. Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất nỗ lực.